Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui hộp máy đo huyết áp mắc tiền nhất của ông Rong nha. Dòng HEM7600T. Đây là dòng máy đo huyết áp không có dây quấn. Nó là một cái huyết áp đo trên bắp tay nha, và nó sẽ tích hợp cái màn hình ở trên cái vòng quấn luôn. Thì cô chú anh chị mình thấy đó, nó rất là gọn ha. Nó có vòng quấn 360 độ nè. Cái này là sản xuất tại Nhật luôn nha. Có phần mềm kết nối điện thoại nè ha. Có công nghệ là kiểm tra tim mình thông minh nè, tim loạn nhịp ha, cử động khi đo đó, và vòng quấn đúng tư thế hay không, cô chú thấy ha. Rồi nếu mà như cô chú mình mua đó, ngày xưa mình sẽ có cái phiếu bảo hành bằng giấy, nhưng mà sau này là bảo hành điện tử hết. Ví dụ sau này mà mình đi bảo hành, mình chỉ cần mang cái máy ra thôi, người ta quét cái mã QR nè, thì người ta sẽ có thể biết được cái thông tin bảo hành của mình. Hoặc là khi mà mình đăng ký bảo hành, mình cũng có thể quét dùng phần mềm Zalo á, quét lên đây để mình nhập thông tin mình vô ha. Rồi cái máy này thì là 3.520.000 cô chú ha. Đó, cái dòng máy này thì nó phù hợp cho những người đi công tác du lịch, rất là gọn và đẹp. Nhưng mà nếu ông bà mình lớn tuổi thì mình có thể lựa chọn thêm một cái dòng to hơn, mặc dù nó rẻ tiền hơn cái này nhưng mà nó sẽ dễ sử dụng hơn. Còn cái dòng này gọn đẹp ha, độ chính xác thì khá là cao. Nhưng mà nó sẽ hơi nhỏ nên là nó hơi khó thao tác cho ông bà mình lớn tuổi. Nếu mà như mình có điều kiện mình mua thêm một cái máy để mình sắp đi thì mình nên chọn dòng này. Rồi mình sẽ khui ra ha. Đây là hàng sản xuất tại Nhật luôn cô chú ha. Thì bên trong mình sẽ có gì đây? Mình có một cái máy rồi mở vô đây thôi, và hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh. Thì Hoàng Sơn có một cái video clip chia sẻ chi tiết về cách cài đặt ngày giờ cho cô chú mình xem rồi. Cô chú mình có thể xem lại hoặc là liên hệ trực tiếp với Hoàng Sơn nha. Và mình có thể kết nối với điện thoại nha, để nói chuyện dữ liệu qua giống như là bộ nhớ. Cái máy này nó rất là gọn, cô chú thấy không? Nó chỉ có 4 viên pin 3A. Đó. Một cái vòng khuôn cứng nè. Rồi. Cái này là kết nối điện thoại đo và tắt một lúc này thôi. Nó rất là dễ sử dụng. Nhưng mà để mà sử dụng nhiều chức năng hơn nữa thì mình có thể nên kết nối điện thoại để mình có thể biết thêm thông tin nghe. Đó, màn hình nó như thế này, hiển thị đồng hồ trên đây. Mình nói thấy nó rất là gọn ha. Rồi cô chú mình có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết nha. Mình có thể mở hộp pin ở đây nè. Mọi người vô theo, chỗ này để được 4 viên pin 3A. Đó, rất là gọn ha, mình đeo trên bắp tay. Rồi chúc ông bà cô chú mình nhiều sức khỏe ha. Có gì thì liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết.